Đây là tha cho Ngân đây nè. Mấy giờ con mới đi? Mấy giờ con mới đi? Đây đây. Thiệt. Đi con hỏi đi. Đây là thang con. Có giờ ngon không? Thịt chưa? Tại con nó hơi nhỏ, đúng không? Lấy lại ở gần này. Nhìn thấy không? Con bị ngon nè. Cái này là có, con hũ này là có hai lạng thôi. Làm cho cô ký hả? Ok cô. Bao nhiêu? Không, em bán ký, 1 ký 450. Em chỉ bán 1 ký thôi. Nhưng mà ai đặt thì em mới làm. Còn tại vì cái này cũng không có để được lâu như cà bông đâu. Mình ăn chỉ tầm nửa tháng thôi. Mình để cứ để như nè. Trộn nó thơm lắm. Cà bông là cà bông này. Nhưng mà em không có làm cà bông này. Cà bông này là để ăn cơm, không có ăn chơi được. Nhưng mà cái này nè là mình để mình ăn chơi. Cô Thu là đặt 1 ký đúng không? Ok cô thu 1 ký rồi. Ai gom á thì mọi người cứ inbox cho em đi. Thịt heo chị. Cái này là nó giống khô bò, nó giống khô gà. Nó làm bằng thịt heo. Em làm nha mọi người, tay em xào luôn. Nên là nếu mà mọi người đặt thì nó sẽ hơi lâu một xíu, tại vì em phải đi chợ mua thịt về làm nữa, nó hơi lâu. Nên là nếu mà cả nhà đặt thì chịu khó đợi em làm xong rồi mới giao được. Nhìn thấy ngon hả? Dạ. Nếu mà em rang một xíu lá chanh lừa vô nó sẽ thơm hơn. Khi nào mà mọi người đặt thì em sẽ bỏ lá chanh vô cho nó thơm. Là khô thịt heo lá chanh. Tuyệt vời chưa? Bây giờ là nó rất là ngon luôn mọi người. Để em ăn thử cho mọi người biết cái độ ngon nó như thế nào nha. Nó mềm thơm á. Dẻo nữa. Tại vì em không có làm như chà bông. Là mình phải làm nhuyễn nó ra. Em làm còn cái xớ thịt bự luôn nè. Mọi người thấy không? Cái xớ thịt bự nè. Nó đâu có mặn nhuyễn như chà bông đâu. Đó. Mình cảm nhận được cái độ ngọt của cái thịt luôn á. Không, em không bán hũ, em bán 1 ký. 1 ký 450. 1 ký 450 nha mọi người. Ký em bán 450. Ai đặt thì miền Nam ăn ngọt, không biết cháu làm ngọt không hả? Không, miền Nam ăn ngọt. Nhưng mà con làm cái này là mặn mặn ngọt ngọt. Cái kiểu mà con không biết diễn tả sao mà cái kiểu nó giống như khô bò. Không, khô bò là nó ngọt hơn. Nhưng mà cái này của con làm nó mặn mặn ngọt ngọt, thơm thơm. Ok cô Thu nha. Miền Nam mà phải miền Tây kìa. Miền Tây ăn mới ngọt. Còn con là con làm cái vị này là ngọt ngọt, mặn mặn. Nói chung là nó rất là hài hòa chứ nó không có ngọt.
thấy vậy chứ làm cái này cũng cực lắm, nhưng mà tại vì em thích, em thích nấu ăn, em thấy thèm chưa, trời ơi hơi bị ngon á. Nhưng mà con không thích giòn, con không thích làm giòn, con thích làm nó mềm mềm vậy á, ăn nó ngon, nó giống như là mình ăn cái thịt rim ram vậy, nó khô một xíu nó làm gì có. Con đâu có hẹn ngày này con ra Hội An đâu trời. Tại chú Hùng hiểu sai á, con đâu có hẹn đâu. Thịt heo không cay. Thịt heo này không cay nha mọi người, nó không có cay. Mình ăn chơi được. Nếu mà mọi người muốn làm cay thì em sẽ bỏ một xíu ớt bột vô thì nó sẽ cay. Ít gọt. Là sao vậy? Chị Tống Lệ. Mọi người vô đông quá trời nè. Ai ăn khô thịt heo thì inbox cho em nha. Em chỉ bán trên 1 kg thôi. Tại mọi người biết đâu làm cực lắm. Em phải em làm hơi lâu, làm cái công đoạn nó hơi phải, nếu mà làm ra được hai lạng như vậy cũng phải 2-3 tiếng. Cái công nó cũng không có xá gì chứ, cái tiền nó hết trơn, cái công nhiều lắm. Nên là em bán để gọi là giống như em biết được cái này nó ngon đó, rồi em chia sẻ lại cho mọi người. Cả nhà nếu mà ai ăn thịt khô heo thì inbox cho em nha. Inbox đặt thì inbox cho em trước nha. Hello chị Đào nha. Hôm nay trời mưa dầm mà buồn ghê. Trời nó nhìn nó buồn buồn sao á mọi người. Hello, em chào chị Anh Kim. Chào Cường Vũ. Chị 1 kg nha, ủng hộ Tiết Nhân. Ok, cảm ơn chị Thanh Thúy. Chị Thanh Thúy gửi tin nhắn cho em nha. Xong rồi để em note vô, em ghi chú vô. Dạ không, con không có đi show Hà Nội, con đi ở show ở Không Tên, Phòng Trà Không Tên. Hello Lê Thắm. Hello tất cả mọi người. Chị Thanh Thúy nhớ nhắn tin cho em nha, để em ghi chú vô nha chị. Nhắn tin cho em số điện thoại đi chị. Thiên Ngân, Đức Hiếu đâu không thấy em. Ồ, Đức Hiếu ở nhà chị, còn Thiên Ngân cũng ở nhà. Thiên Ngân đi học. Thiên Ngân cũng ở nhà Thiên Ngân. Mỗi nhà hết à. Ít ngọt thôi là chị. Không, của em ăn là mặn ngọt chứ không có ngọt. Chứ không có ngọt nhiều. Tiết Nhung đã qua, cảm ơn chị. Phòng Dạ Không Tên ở đâu vậy chị? Thì em search đi, search trên mạng á. Dạ không, bữa nay con nấu cái sao đâu.
cô gái cô ở là sao chị? Con ơi, con cho cô số điện thoại hẹn mình không sao, cô dám gọi lại nhau nhé. Ồ dạ, có gì cô nhắn tin con nha. Cả nhà mình ở đây có ai bị rụng tóc không ạ? Nếu mà rụng tóc thì liên hệ con nha. Cái dầu gọi của con á, chuyên là trị rụng tóc á. Rụng tóc, bạn con á bị hói cho nên. Mà bây giờ sức á, nó đang ra tóc con quá trời luôn. Nó ra được một khúc vậy luôn nè. Mà trong vòng 2 tuần họ ra được khúc vậy. Ra quá trời luôn, ra quá trời tóc luôn. Dầu gọi bồ kết. Cả nhà ai bị rụng tóc thì inbox cho em nha. Bị trôi sao mà cô đặt không thấy. À cô Nhung Vũ, cô đặt cái gì nè? Chị bị rụng tóc hả em? Cô Như Hiền, ồ cô cứ inbox con đi. Đúng rồi, trời mưa mà có chà bông ăn là hơi bị ngon luôn. Con làm là khô thịt heo chứ không chị Thanh Thúy. Ủa cô Thanh Thúy, cô đặt cái gì nè? Ờ, con nghỉ học rồi cô. Con không có đi học. Con không có học cấp 3. Ờ, chị nhắn tin cho em nha. Chị nhắn tin cho vô cái tay của em á. Hoặc là cái Tuyết Nhung Store. Cái trang em bán hàng á. Nhưng chai con bán combo. Combo là 360. Combo là 360 nha mọi người. Con bán một combo là gồm 4 món là chai gọi, chai xả, chai xịt tóc, xịt mọc tóc với lại chai dưỡng mi. Em có một combo là 4 món là 360, trị rụng tóc 4 món. Cả nhà ai mua thì cứ inbox cho em nha. Một tí rồi em sẽ check tin nhắn, kiểm tra tin nhắn. Ai mà đặt khô thịt heo cũng nhắn tin cho em nha, để em check tin nhắn rồi em gửi đơn nha. Facebook em dạo này nó bị giảm tương tác lắm mọi người. Nhiều khi mọi người bình luận mà em không thấy. Ở Tây Ninh có Thái Nguyên hả? Thái Nguyên ở đâu cũng giao hết trơn á. Mỹ, Nhật, Anh, Đài gì đó cũng giao hết nha mọi người. Nước ngoài cũng giao luôn nha. Chị vô là Tuyết Nhung Store. Khô heo là 450 một ký nha mọi người. Khô thịt heo là 450 một ký. 450. Cái này là có 2 lạng thôi. Một ký là nhiều lắm, em bán ký không à. 450 một ký. Nha, 450 một ký nha mọi người. Khô thịt heo là 450 một ký. Chị Trúc An nhắn tin cho em cái bay đang like đi. Em bán dầu gọi với lại khô thịt heo. Cảm ơn cô Thủy nha.
Rồi, vậy nha mọi người, ai mua khô hay là mua chậu gọi thì inbox cho con ở cái trang đăng like này nha, cũng được nha. Cái trang đăng like là Phạm Tuyết Nhung Single, mọi người cứ inbox cho em nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ nha.